always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shining.
buồn rầu. Chiều chiều anh sang bên Tây, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường, mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngàn lá quanh vườn trầu. Cho đến khi con tim ngừng đập,
cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã yêu em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã yêu em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã yêu em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
toàn thể các cô biểu chú bác và bạn bè hai cháu, tôi được sự ủy quyền của ông Vòng Hoa Hoa đại diện mọi nhà gái. Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn mọi nhà trai và cảm ơn tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Qua sự phát biểu của ý kiến của ông mọi nhà trai, tôi hoàn toàn nhất trí được sự đồng ý của hai gia đình. Sự kiểm điểm của hai cháu đã được chín mùi, hôm nay ngày thành rất tốt, gia đình nhà trai có các chơi giàu dẫn lễ ăn hỏi và xin dâu, gia đình tôi xin hoàn toàn nhận. Và tôi xin kính chúc đây các đồng ông bà uống nước ăn giàu uống nước và mừng cho hai cháu. Tôi xin cảm ơn. Hôm nay xin mời bà Mạnh là mẹ của cháu Dương để mặt cho thầy con nhà trai chào lễ. Xin mời thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái sắp xếp bố trí người đưa cháu về nhà chồng. Đấy là nói báo cáo các cụ như vậy. Thì còn nội dung thứ hai là sau khi ngày hôm nay xong thì đến theo thống nhất của hai gia đình thì ngày mùng 8 là ngày chính thức là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thế thì họ nhà trai thì cũng đã thống nhất họ nhà gái là đúng 12 giờ 5 nhà trai sẽ xuất phát và đến đây đón dâu là khoảng rất chỉ là 1 giờ thì nói là báo cáo đấy. Và khi nào đến giờ hoàn đạo là gần 2 giờ các cô không có bảo nhà gái đưa cháu về nhà chồng và tổ chức lễ hôn cho cháu ở tại gia đình nhà trai. Đấy thì báo cáo cái lịch thời gian để các cô nắm được chương trình và nội dung như vậy là thống nhất và công việc tổ chức làm nó hoàn hảo hơn. Cảm ơn thay mặt cho gia đình của nhà trai là xin trước hết là xin chân thành cảm ơn sự có mặt và đón tiếp chân tình các phụ các ông gia đình gái đối với chúng tôi. Sau đây mời các ông chồng uống nước mừng hạnh phúc cho hai cháu và đúng 9 giờ kém thì chúng tôi cũng xin báo cáo với các cụ công các bà là giờ hoàng đạo cũng là giờ tốt để được phép và là mừng nha để về đó là nhà cha. Chẳng mấy khi khách đến chơi nhà đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi trà này quý vậy người ơi mỗi người mỗi chén cho em vui lòng xin mời anh cả anh hai uống với em một ly nước xơi với em một miếng trầu cho ấm tình quan họ. Cách đồng nghiệp chào đón toàn thể quý vị khách quý chúng ta đang có mặt tại trung tâm khám phòng cưới ở nhà cho chúng tôi chúc mừng tới ngày hôm nay để cùng chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể Đình Khương. Vâng, và lời đầu tiên thì cho phép Minh Thông đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Phố Hạnh xin được gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc tới toàn thể quý vị và xin chúc quý vị có một buổi tối tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày đại hỷ của gia đình chúng tôi, ngày hạnh phúc trăm năm của chú rể Đình Khương và rất là hân hạnh cho gia đình chúng tôi khi được đón nhận những tình cảm vô cùng tuyệt vời của tất cả quý vị khách quý đã dành tặng cho gia đình chúng tôi cũng như chú rể Đình Khương. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng an toàn tới những giấy bản tiệc trầu, tiệc trà, tiệc ngọt của gia đình và rất mong muốn sẽ được đón nhận những tình cảm của quý vị bằng những bài hát, những phần giao lưu của quý vị dành tặng cho Đình Khương của chúng ta trong ngày vui hôm nay. Vâng, và xin phép được thay lời cho gia đình trân trọng kính mời và cảm ơn tất cả quý vị. Quạt nước mấy pha trà mời.
Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ sẽ là một nhà phẩm múa lân tiếp theo ạ. Nhớ Nhau Hoài. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe.
đẹp trai lên sân khấu đi em ơi. Thank you.
xin chào đón tất cả anh em đang có mặt tại buổi tiệc quyết định của chú rể Đình Phương trong buổi tối ngày hôm nay. Thay mặt chú rể Đình Phương xin chúc tất cả anh em buổi tối chơi thật vui vẻ anh em nhé. Chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị cùng có mặt tại phòng cưới của đại gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay và cùng tham dự chương trình đại tiệc ẩm thực chúc mừng cho chú rể Đình Khương và cô dâu Đỗ Hiền. Kính thưa quý vị thân mến, và những lời nói đầu tiên thì cho phép những người thực hiện chương trình được thay lời của ông bà Trung Mạnh là bậc sinh thành ra chú rể Khương, trân trọng được kính mời các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý của đại gia đình họ nhà trai, những người bà con lối xóm của gia đình và đặc biệt là những người bạn của chú rể Khương, chúng ta sẽ cùng mau chóng trở về với khán phòng đại tiệc cưới ngày hôm nay. Và chỉ còn rất ít phút nữa, chương trình đại tiệc ẩm thực của gia đình cùng với đó sẽ là những lời chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho chú rể Khương sẽ được diễn ra. Và giây phút này thì mời tất cả các quý vị, chúng ta sẽ cùng dành những giây phút vàng ngọc của mình và những tình cảm yêu thương của quý vị và cùng trở vào với những dãy bàn tiệc trà, tiệc nước. Và một ít phút nữa thôi, đại gia đình chúng tôi sẽ được hoan hỉ mời quý vị trở sang với những dãy bàn tiệc rượu danh dự để chúng ta sẽ cùng khui rượu, ra bia, xô vang những tiếng thật lớn chúc mừng cho hạnh phúc của chú rể Khương và cô dâu Hiền. Một lần nữa thay mặt của gia đình, chúng tôi trân trọng kính mời và đồng nhiệt được đón tiếp sự hiện diện của tất cả quý vị. Thực hiện chương trình được trân trọng gửi tới tất cả các quý vị những ca khúc ý nghĩa đầu tiên trong chương trình để chúng ta sẽ cùng chính thức gửi tặng tới quý vị và chúc mừng cho chú rể Khương, cô dâu Hiền. Xin được cảm ơn quý vị. Và ca khúc đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh, ca khúc Chim Sáo Ngày Xưa. Xin được hân hạnh gửi tặng quý vị. Ngày xưa em như chim sáo sống vô tư hay mộng mơ nhiều, nhìn em đi qua mỗi xóm làn tóc mây bay má ửng hồng. Chiều nay theo em anh bước bên em trên con đường làng, nhìn em anh như muốn nói này cô bé kia chờ anh đi cùng. Thời gian trôi đi nhanh quá.
vần. Một ngày kia Mỹ che cuối xóm, chẳng thấy em chiều nay đi về. Hỏi giá mới hay chim sáo, đã sang sông sao đi lấy chồng. Còn đâu những chiều kéo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về. Ai đem chim sáo sang sông để cho chim sáo sổ lồng, sổ lồng bay xa. Xa xăm đi về, sao ơi mây chiều ngồi đây chờ ai ai chờ, thôi rồi hết đời hết trông, tránh cho số kiếp bon bèo duyên kia chẳng đành, thì đành nhìn sao gian sâu. Di chuyển trở vào với tư gia rất sang trọng của gia đình ngày hôm nay, và cùng với gia đình chúng ta sẽ cùng dự tiệc cưới và xô ba những tiếng thật lớn qua những ly rượu hồng. Chúc mừng cho chú rể Đình Khương, cô dâu Đỗ Huyền. Và xin được một lần nữa thì cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Và thưa quý vị, có lẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay qua những bản tình ca tiếp theo thì ngay sau đây xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Đường Về Hai Thôn. Xin trân trọng được gửi tặng quý vị. Duyên dáng bên ven sông con thuyền rối mái, nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co có hoa nối dài. Nhà em ngồi sóng em đôi mái tranh nâu trăng cài.
hai chương sau. Có tầng mềm thương sâu, có trầu vẫn vương cao, và đào ngơ thơm ngát, ngát hương trinh ban đầu. Đường về thôn anh con sáo ru êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa tôi dân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Trời quê ban ngát tháng năm vẫn chưa nghe xuyên tròn ước mơ. Có sàn ngược xanh nơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát, hát bao câu mong chờ. Còn chỉ ngăn cách lòng mà chiều trao sắc bờ xuân cùng nhau. Chạy dâng lên chắc màu và bóng đàn bóng cầu, rằng đôi ta sớm hẹn duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi huyền hương, hoa câu sói bóng. Nhiều thầm sông ơi hương nước chưa vội pha, ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua từng nửa đôi. Lúa đồng mài xanh tươi, ngước cả thắm hơi nơi. Và đành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Sáo ru êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối dân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Nhà em mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có sàn ngược xanh thơ, có hồ cá nên thơ, và lòng quê vẫn hát, hát bao câu mong chờ. Còn chỉ ngăn cách lòng mà chiều trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chạy dâng lên chân màu và còn đang mong cầu, rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi huyền tương, qua cầu sói bóng. Nhủ thầm sông ơi hương nước chưa vội pha, ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua từng nửa đôi. Lúa đồng mài xanh tươi, bước cả thắm nơi nơi. Và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Lúa đồng mài xanh tươi, bước cả thắm nơi nơi. Và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Một cầu đường đôi, chung bước hai thôn. Chẳng về mừng duyên quê. Những lúc khi anh đang buồn chỉ cần trông thấy em là trong anh như tan đi những muộn phiền. Nhưng lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình. Nhiều lúc anh hay trêu đùa làm trò vui với em là thật.
gian nan anh phải cố che giấu đi, giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vẫn tin vào điều ấy. Vì bên anh sức ấm áp đôi vòng tay này, và nếu như đời giông bão chỉ cần anh được bên em. Lúc sân hờn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm anh, ôm sâu lưng, giữ chặt thế đây. Hãy nhớ những gì đã hứa, ta dành trọn đời cho nhau. Được yêu em với riêng anh là hạnh anh đang buồn. Chỉ cần cho thấy là trong anh như tan đi những muộn phiền. Những lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình. Nhiều lúc anh hay trêu buồn cho vui với em, là thật ra anh luôn mong vui. Và có những điều gian nan anh phải cố che giấu đi, giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vững tin vào điều ấy. Vì bên anh sẽ đang mát đôi vòng tay này, và nếu như đời giông bão chỉ cần anh được bên em. Dần hơn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm anh, ôm sau lưng, giữ chặt thế đây. Hãy nhớ những gì đã hứa, ta dành trọn đời cho nhau. Rất ấm áp đôi vòng tay này, và nếu như đời giông bão chỉ cần anh được bên em. Vì tình yêu cho anh thêm vững bước đi, những lúc dần hơn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm anh, ôm sau lưng, giữ chặt thế đây. Hãy nhớ những gì đã hứa, ta dành trọn đời cho nhau. Giàu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ban
đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn qua thước tha vào nhà. As I look into your eyes, I see all the reasons why my life's worth a thousand skies. You're the simplest love I've known, and the purest one I'll own. No, you'll never be alone, my baby. I could fly, and because of you I don't have to wonder why. Baby, you, there's no more just getting by. You're the reason I feel so alive. I sing are true, they still fail to capture you, as mere words can only do. How do I explain that smile, and how it turns my world around, keeping my feet on the ground. Cô dâu đám cưới chú rể là ai, và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly, cầu chúc trên con đường đi, ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Là ai, và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là
cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Câu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Mang hạnh phúc cho đời.
Chúng ta đang cùng rất là vui vẻ và hạnh phúc, đừng đón chào những tình cảm của toàn thể các bạn.
chú rể Đình Khương xin được trân trọng gửi tới toàn thể các bậc quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Rất kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến, đúng là tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý mà tạo hóa này đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Và để rồi đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì trong trống sẽ quay, đủ yêu thương thì tình yêu mật ngọt sẽ đong đầy. Và cô dâu Đỗ Hiền, chú rể Đình Khương của chúng ta, đó chính là sự kết tinh của tình yêu mật ngọt đó. Sau một thời gian dài yêu thương và tìm hiểu lẫn nhau, được sự vun vén và tác hợp của đôi bên gia đình, đặc biệt là sự cho phép của chính quyền địa phương, thì ngày hôm nay Đỗ Hiền cùng với Đình Khương của chúng ta, hai em chính thức được nên duyên chồng vợ. Ngay lúc này đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời Đỗ Hiền cùng với Đình Khương, hai em hãy ôm bó hoa tươi thắm, cúi chào quan viên bốn họ hai nhà thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Và bây giờ cũng xin được chào các quý vị đại diện các đoàn chương trình, chúng tôi xin trân trọng được tuyên bố lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cô dâu Đỗ Hiền sạch duyên cùng với chú rể Đình Khương chính thức xin phép được bắt đầu. Và để biết yêu cho cô dâu và chú rể được viên mãn trọn đời thủy chung, ngay lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, đại diện cho hai dòng tộc, gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái cùng bước lên sân khấu, xin được trân trọng kính mời. Ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể các bậc quý vị sẽ đến với đôi lời phát biểu xin dâu trao rể cũng như gửi lời cảm ơn tới toàn thể các bậc quý vị của bác đại diện gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu tân khách, kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của hai cháu Đình Khương và Đỗ Hiền. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác của chú rể Đình Khương, được trước ủy quyền của bố mẹ cháu, tôi là đại diện cho họ nhà trai. Lời đầu tiên xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các cô, các ông, các bà. Mời các cô, các ông, các bà ăn trầu, uống nước, mừng hạnh phúc cho hai cháu. Kính thưa toàn thể các ông, trải qua thời gian tìm hiểu giữa hai cháu Đình Khương và Đỗ Hiền, tình yêu đã bén mùi. Được sự đồng ý của hai cháu, được sự nhất trí của bố mẹ hai bên, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2023, tức là ngày 8 tháng 9 năm Kim Mão, ngày đẹp nhất trong cuộc đời của hai cháu. Hai gia đình phối hợp tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Về phía gia đình họ nhà trai, chúng tôi có sửa lễ xin dâu để các cụ vái yết gia tiên, rồi đồng thời đúng giờ lành xin được phép đón dâu về phòng cưới của nhà trai tại thôn Cao Trai, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin trân trọng kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, hai họ về đưa cháu về nhà chồng dự lễ thành hôn của hai cháu tại nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn. Các bạn vừa rồi thì quý vị vừa đến với đôi lời phát biểu mộc mạc thân thương của bác đại diện gia đình họ nhà trai, cũng như những lời cảm ơn chân thành nhất và những lời mời trân trọng nhất tới toàn thể các bậc quý vị, đặc biệt là phái đoàn gia đình họ nhà gái. Không mất chút thời gian công việc một chút nữa, tôi sẽ cùng với cô dâu Đỗ Hiền cùng với phái đoàn gia đình họ nhà gái trở về với quê hương Ân Thi thân thương để dự trọn vẹn buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể. Và đúng là nhà trai thì đã có công xin tặng nhà gái để có tư đầy xin dâu. Ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể các bậc quý vị sẽ đến với đôi lời phát biểu trao dâu nhận rể của bác đại diện gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cô, kính thưa các bà, kính thưa cô dì chú bác và bạn bè của hai cháu của hai bên gia đình, tôi được sự ủy quyền của ông Khoa, bà Hoa là bác của cháu Hiền, đại diện cho họ nhà gái, xin lời gửi lời cảm ơn tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay. Trong quá trình tìm hiểu của hai cháu và cũng tôi rất nhất trí sự ông đại diện cho họ nhà trai đã phát biểu, lời tôi hoàn toàn nhất trí và được sự tìm hiểu của hai cháu và được sự đồng ý của hai gia đình cùng được sự chính quyền địa phương, hai cháu hôm nay là ngày lành tháng tốt, các cháu chính thức lên duyên vợ chồng, được là dâu ngoan rể hiền của gia đình. Một lần vui cuối, tôi xin mời các cụ, các bà ăn dầu uống nước và chúc phúc cho hai cháu về để đưa cháu về nhà chồng. Tôi xin cảm ơn.
Dạ vâng, kể từ ngày hôm nay thì chúc mừng họ nhà gái đã có được Dễ Thảo, nhà trai có được Dâu Hiền. Phải chắc đâu dễ bạc tiền mà mua, bạc chấp lượng còn thua ân nghĩa, bạc ngàn cân rất khó cầu hơn. Kể từ ngày hôm nay hai nhà chung của chung con, dù cho sông cạn núi mòn thì tình thông gia bốn họ ngày càng thêm thân. Thế nên kể từ ngày hôm nay, tiên nữ cùng với Ân Thi chính thức về chung một nhà. Ngay lúc này đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn hãy cùng bước lên phía trước sân khấu một bước và cùng quay mặt vào nhau cho nhau cái bắt tay kết tình thông gia kể từ ngày hôm nay ạ. Một cái bắt tay thật chặt kết tình chúng ta vào nhau. Xin rể, trao rể để cho trong ngày vui hạnh phúc này được đón chào những tình cảm tuyệt vời của toàn thể các bậc ngay bậc quý vị ngay lúc này đây đã cùng trở về với gia đình chúng tôi trong ngày vui hân hoan hạnh phúc hôm nay. Và đúng là công trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi ngàn đời. Và sinh con ra và nuôi con khôn lớn, đó chính là niềm vui niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ. Và niềm vui niềm hạnh phúc đó ngày hôm nay được nhân lên gấp bội khi con cái mình khôn lớn giật vợ gả chồng như ngày hôm nay. Và lúc này đây thì trong ngày vui hạnh phúc này, bố mẹ sinh thành ra cô dâu Đỗ Hiền cũng có món quà để trao tặng cho hai con trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu. Món quà tình cảm của bố mẹ sinh thành ra cô dâu Đỗ Hiền xin được trân trọng kính mời. Chúng được quà này thì bố mẹ tặng hai con, chúc cho hai con mãi trọn đời sắc son, dù cho biệt cạn núi mòn thì thời. Thế là kể từ ngày hôm nay, mẹ đâu là mẹ của riêng em, mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi, nhưng anh ơn bố mẹ suốt đời không xong. Xin được trân trọng cảm ơn món quà tình cảm của bố mẹ dành cho hai con của mình trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Nào, con đâu, chị Lẻ ơi, nhìn đây cho nào. Hôm qua nhìn thế này à? Anh ơi, nhìn đây, 1, 2, 3, con đâu nha. Món quà của hai bác, bác Hương và bác Hằng. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Dạ. Chị ơi, chị xem xem đi. Chị xem được không? Vâng, rất là tuyệt vời. Một trăm bát tay thân đơn nữa quý vị dành cho gia đình chúng tôi ạ. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Nào, cười tươi cho nào. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn món quà tình cảm của bác Huệ. Rất là kính thưa toàn thể các bậc quý vị trân trọng và kính mến. Ngày hôm nay em đi xây dựng gia đình, anh chị cũng có món quà tặng trao. Ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu món quà tình cảm của anh chị Hương Nhung. Do công tác và làm việc từ bên Úc cho nên không thể về dự buổi lễ phong quy chúc mừng hạnh phúc tới hai em được. Và món quà này sẽ được ủy quyền cho mẹ là bác Ngọc tặng quà cho hai em. Xin được trân trọng kính mời. Món quà của anh chị Hương Nhung sẽ là món quà của anh chị Mạnh Hướng. Trân trọng kính mời trở lên sân khấu món quà tình cảm của anh chị Mạnh Hướng ạ. Vâng, rất là tuyệt vời.
phai màu. Giấc mơ mình cùng say đắm trao nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Đời đã lắm cho nhau phù phàng.
vì đời đã lắm trời nhang màu vàng, vì đời đã lắm trái nhang phủ của tất cả quý vị. Và ngày hôm nay với sự có
tay đặc biệt này. Đó chính là món quà vô cùng tuyệt vời. Đây cùng dành tặng cho hai bên gia đình chúng tôi, cũng như dành tặng cho chú rể Tình Thương và cô dâu Đỗ Hiền. Một lần nữa không biết nổi gì hơn thay lời cho phái đoàn quan viên hộ nhà cho chúng tôi, xin được chân thành cảm ơn tới tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, thưa quý thân mến, tình yêu luôn là một món quà vô cùng tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Khi đã bước vào thế giới của tình yêu, khi hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập và khi hai tâm hồn đã cùng nhìn về một hướng, thì họ luôn mong muốn sẽ được đồng hành, được gắn kết cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Chú rể Đình Thương và cô dâu Đỗ Hiền cũng không nằm ngoài quy luật đó. Và ngày hôm nay, đó chính là ngày hai bạn đã chính thức cùng về chung một mái nhà. Và đó cũng chính là lý do duy nhất để tất cả quý vị khách quý chúng ta không bỏ lại sau lưng tất cả những bộn bề lo toan của cuộc sống để cùng hiện diện tại khán phòng gửi quan viên ở nhà cho chúng tôi. Không có gì ngoài một lý do duy nhất, đó chính là để cùng gửi gắm những lời chúc phúc dành tặng cho Đình Thương và Đỗ Hiền. Chắc hẳn quý vị cũng đã rất nóng lòng để muốn chào đón hai nhân vật chính rồi. Thì ngay bây giờ, xin là trân trọng kính mời Đình Thương, Đỗ Hiền sẽ ôm bó hoa tươi thắm bước lên lễ đài tình yêu để chính thức ra mắt. Tạm thời quý vị, xin mời. Vâng, thưa quý vị, và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tạm gác lại tất cả những công việc riêng tư của mình để hướng sự chú ý lên sân khấu. Ngay lúc này, trên sân khấu của chúng ta đó chính là hai bông hoa rực rỡ nhất của ngày hôm nay. Chú rể Đình Thương, cô dâu Đỗ Hiền. Và chắc hẳn hai bạn cũng đang rất vui mừng và tự hào khi được đón nhận những tình cảm vô cùng tuyệt vời của tất cả quý vị đã dành tặng cho hai em. Chính vì thế mà ngay sau đây, Minh Thông xin được mời chú rể cô dâu sẽ nở một nụ cười thật rạng rỡ, cúi người chào để ra mắt cũng như cảm ơn tới tất cả quý vị. Xin mời. Vỗ tay thật lớn để cùng chào mừng. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay đó chính là ngày hạnh phúc, ngày đặc biệt, ngày vô cùng ý nghĩa khi Đình Thương và Đỗ Hiền đã chính thức về chung một mái nhà. Và ngay thưa quý vị, và để có được ngày hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay, hai bạn đã phải trải qua một thời gian để tìm hiểu nhau, để đồng điệu nhau, để yêu thương nhau. Và để ngày hôm nay hai bạn đã chính thức được gắn kết cùng nhau. Vâng, xin được chân thành cảm ơn tình cảm yêu thương vun đắp của hai bên gia đình, cũng như xin cảm ơn tới sự nhất trí của chính quyền hai địa phương. Và để rồi, ngày hôm nay, trong những khoảnh khắc, thời khắc đẹp nhất có ngày mùng 8 tháng 9 năm Quý Mão, thì chính thức chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng Đình Thương, Đỗ Hiền xin phép được bắt đầu với một tràng pháo tay thật lớn quý vị để cùng chúc mừng. Vâng, chân thành cảm ơn tới tình cảm những tràng pháo vỗ tay quý vị đã dành tặng cho Đình Thương và Đỗ Hiền. Vâng, thưa quý vị, và theo phong tục tập quán của người Việt Nam ta, trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay cũng sẽ không thể thiếu đi được hai nhân vật vô cùng quan trọng để chính thức tác hợp cho đôi bạn của chúng ta. Và không ai khác, đó chính là hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình. Ngay bây giờ, MC xin được trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà trai cùng với vị đại diện họ nhà gái sẽ cùng trở lên sân khấu để chính thức có lời phát biểu trao dâu nhận rể. Trao rể nhận dâu ạ, trịnh trọng kính mời. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón hai vị trưởng đoàn đi ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây thì em xin được nhận lời đôi lời phát biểu ý kiến của vị trưởng đoàn quan viên họ nhà gái sẽ trao dâu nhận rể cũng như có đôi lời cảm ơn ạ. Xin mời bác. Kính thưa các cô, kính thưa các ông các bà cùng tất cả các bạn bè nội ngoại của hai bên của hai cháu, tôi được sự ủy quyền của ông bà Khoa Hoa là bác của cháu đại diện cho họ nhà gái, trước hết xin gửi lời hỏi thăm cảm ơn sự đón tiếp nhiệt nồng nhiệt của nhà trai đối với nhà gái chúng tôi. Xin trịnh trọng qua tay. Sau quá trình tìm hiểu của hai cháu, được sự giúp đỡ của hai gia đình đồng tình và được chứng kiến của chính quyền địa phương, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai cháu chính thức được làm lễ thành hôn và được là dâu ngoan rể hiền cho hai gia đình. Lần cuối, tôi xin cảm ơn tất cả các cụ công các bà ăn dầu uống nước và chúc phúc cho hai cháu để được trăm năm hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, như vậy là một lời phát biểu ý kiến rất là ngắn gọn thôi nhưng mà vô cùng đầy đủ ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn vị trưởng đoàn đại diện quan viên họ nhà gái. Còn ngay sau đây, để đáp lại những tình cảm vừa rồi, thì MC xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện quan viên họ nhà trai ạ. Vâng, xin mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ của hai cháu. Kính thưa toàn thể hôn, trải qua một thời gian tìm hiểu giữa hai cháu Đình Thương và Đỗ Hiền,
tình yêu của cháu đã chín mồi được sự đồng ý của hai cháu và sự nhất trí của mẹ cháu hai bên và đăng ký của chính quyền địa phương. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình đứng ra tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên, thay mặt cho gia đình họ nhà trai, xin được chân thành cảm ơn sự góp mặt của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ đã sắp xếp công việc, bớt chút thời gian đến đây dự lễ thành hôn của hai cháu. Xin mời các cụ, các ông, các bà ăn trầu uống nước và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Rất tuyệt vời ạ. Trong không gian cùng với rất sự ấm áp và đầy tình cảm. Trước sự chứng kiến của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè của cháu, thay mặt cho gia đình họ nhà trai chúng tôi chính thức từ giờ phút này công nhận cháu Đỗ Hiền là con dâu của ông Minh Trung, bà Mạnh. Và chính thức từ giờ phút này cháu Đình Phương sẽ là con rể của ông Khoa, bà Hoa. Thay mặt cho toàn thể gia đình họ nhà trai, xin được chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Chúc hai cháu chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, vô cùng ý nghĩa. Xin được cảm ơn những lời phát biểu của các bạn của vị chủ đoàn quan viên họ nhà trai. Và vâng, thưa quý vị, như vậy là kể từ giờ phút này thì hai bên gia đình đã tiến đến một bước quan hệ mới, mối quan hệ thông gia. Và ngay sau đây thì em xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ bước lên một bước, có một cái bắt tay thật chặt để chính thức gắn kết tình thông gia của hai bên gia đình ạ. Và xin chúc mừng. Sau đây xin mời chúng ta cùng đoàn sẽ cùng nhau trong hai vị trưởng đoàn di chuyển vào phía bàn thờ gia tiên để thắp hương ạ. Và xin mời. Một người anh mong đi qua, rơi ấm con tim lẻ.
dấu mốc vô cùng quan trọng đối với Đình Cương và Đỗ Hiền khi hai bạn đã chính thức kết nghĩa tình phu thê. Và kể từ ngày hôm nay thì hai bạn sẽ cùng chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Và để đánh dấu cho mốc sự kiện trọng đại này, hai em đã chuẩn bị một kỷ vật tình yêu để dành cho nhau, đó chính là chiếc vòng nhẫn cưới. Vâng, kính thưa quý vị, được trao chiếc vòng nhẫn cưới cho người mình yêu chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời. Và khoảnh khắc ấy ngày hôm nay, quý vị chúng ta sẽ cùng được chứng kiến giữa phần trao và nhận của chú rể Tình Cương cùng cô dâu ạ, Đỗ Hiền. Xin mời chú rể. Em sẽ lấy hộp nhẫn ra, mở nắp hộp nhẫn. Cô dâu đỡ lấy nắp hộp nhẫn và quay xuống phía dưới ạ. Đẹp phải không quý vị? Và ngay sau đây thì mời chú rể Đình Cương, em sẽ lấy một chiếc vòng nhẫn cưới và trao cho người vợ của mình, Đỗ Hiền đi ạ. Và sau đó thì xin mời Đỗ Hiền, em cũng sẽ trao chiếc vòng nhẫn cưới còn lại cho chú rể Đình Cương. Vâng, kính thưa quý vị, một vật rất thiêng liêng, rất ý nghĩa khi đã gắn kết cuộc đời của hai con người lại với nhau. Và xin được thay mặt cho tất cả quý vị đang hiện diện tại đây, chúc cho Đình Cương, Đỗ Hiền hạnh phúc trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Xin một tràng vỗ tay thật lớn quý vị. Và ngay sau đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào, Đình Cương và Đỗ Hiền sẽ dành cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào nồng ngập ạ. Sau đây mời chú rể cô dâu và em sẽ quay mặt vào nhau ạ. Mời chú rể sẽ đặt tay lên vòng eo mềm mại của cô dâu Đỗ Hiền, và đồng thời mời cô dâu em sẽ đặt tay lên bờ vai vững chắc của chú rể Đình Cương. Và kính thưa quý vị, MC rất mong muốn rằng sau khi MC ra khẩu hiệu từ 1 đến 3, quý vị chúng ta sẽ cùng vỗ tay thật dai để nụ hôn này cũng sẽ được kéo dài theo thời gian mà quý vị vỗ tay quý vị nhé. Còn quý vị chuẩn bị chưa ạ? Chú rể cô dâu chuẩn bị nhé. 1 2 3 Xin mời! Xin mời chú rể cô dâu ạ. Phía dưới là tầng bánh thể hiện chút tình bạn. Và tình bạn ấy sau một thời gian tìm hiểu đã trở thành tình yêu, được minh chứng ở tầng bánh số 2. Và được sự yêu thương, được sự vun đắp của hai bên gia đình vào ngày hôm nay, tình yêu ấy đã chính thức được trở thành tình nghĩa phu thê, được minh chứng ở tầng bánh số 3. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là nghi lễ kết bánh tình yêu cũng đã chính thức nói lên rằng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9 năm Quý Mão, trên hành tinh của chúng ta, trên trời đất của chúng ta và trên quê hương của chúng ta đã có một cặp vợ chồng mới mang tên Đình Cương, Đỗ Hiền. Vậy thì quý vị cần tiếp dậy một tràng pháo vỗ tay lớn hơn nữa để chúc mừng quý vị. Vô cùng tuyệt vời, xin cảm ơn quý vị. Còn ngay sau đây sẽ là nghi lễ khui gió tiểu sâm bay. Xin mời chú rể và sẽ cầm chai rượu đầu tiên lên đi ạ. Lớp sâm màu quanh của wow, rất tuyệt vời rồi ạ. Xin mời chú rể cô dâu, anh em sẽ cùng tay trong tay rước vào đỉnh tháp rượu tình yêu. Tránh váy trắng ra đi ạ. Vâng, hãy rước thật mạnh lên ạ. Để những dòng rượu tỏ ra thật nhiều, những dòng khói trắng lan tỏa càng mạnh mẽ, thì điều đó càng minh chứng thể hiện cho tình yêu, cho hạnh phúc của Đình Cương và Đỗ Hiền sẽ ngày càng đong đầy. Sau đây sẽ là chai rượu số 2. Bốn ly rượu ở bên ngoài trước, mỗi ly là 1/3, phần còn lại thì hai em sẽ tiếp tục rót vào tháp ly rượu tình yêu. Và ngay lúc này, MC xin mời sự trở lại sân khấu của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, hai dòng tộc sẽ lên sân khấu để nhận những ly rượu kính hiếu từ chú rể và cô dâu dân tặng ạ. Phần còn lại hai em sẽ tiếp tục rót hết vào
cảm ơn từ hai nhân vật chính ngày hôm nay. Thì xin mời chú rể, cô dâu, hai em sẽ đứng đối mặt vào nhau, bắt chéo tay nhau, lồng tay vào nhau để uống ly rượu giao môi của mình trong ngày vui hôm nay. Còn em xin thì xin mời hai vị trưởng đoàn ạ, sẽ cùng cạn ly, uống ạ, để cùng chúc mừng hạnh phúc, xin mời. Rượu rất ngon ạ, xin cảm ơn hai vị trưởng đoàn ngày hôm nay đã có mặt tại đây để tác hợp cho hai bạn của chúng ta. Xin kính chúc hai bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin hát mời hai bác sẽ chuẩn bị những người thân yêu trong gia đình của chú rể cũng đã sẵn sàng với những lời chúc phúc, với những món quà để dành tặng cho các cháu, các con của mình. Ngay sau đây sẽ là món quà đầu tiên đến từ bà ngoại của chú rể ạ. Và xin mời bà lên sân khấu để trao món quà cho hai cháu của mình.
yêu rất nhiều. Hứa với em đi hết con đường, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phù thế đến hết đời, tình mình như xưa. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không ai thế ai. Hỡi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Dành cho em.